Thì bây giờ mình sẽ xin giới thiệu với các bạn về những chất liệu để mình làm một cái ly sinh tố mít ha. Thì sinh tố mít này á, thì mình đã để cũng 3-4 ngày trong tủ lạnh rồi mà không có ăn thì thấy cũng uổng quá. Thôi bây giờ mình làm một cái món mới, đó là sinh tố mít, nhất là bây giờ đang mùa hè nữa thì rất là nóng. Thì có một ly sinh tố mít rất là ngon nha các bạn. Thì mình sẽ xay với lại chuối nè, và mình có một dưa ua. Và nếu bạn nào mà thích ngọt á thì cho thêm một tí xíu sữa ông thọ vô, thì cái này cũng giống như sữa ông thọ cho các bạn. Và mình cho thêm đá, thì đá mình cho tí xíu thôi đó. Thì mình sẽ đưa vào máy và xay nha. Nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về sinh tố mít. Mùa hè thì ở Việt Nam cũng rất nóng, cũng như ở bên Mỹ cũng rất là nóng, thì có một ly sinh tố mít là rất là hấp dẫn nha các bạn. Bây giờ các bạn cùng xay sinh tố mít với mình nha. Thì trước tiên mình sẽ cho mít vào nha các bạn. Mình sẽ cho mít vào trong cái máy xay sinh tố này. Ồ, rớt xuống rồi. Rồi. Sau đó thì mình cho chuối vào nha các bạn. Đây. Tay mình rửa sạch rồi nha. Mình cho 2 trái chuối. Rồi sau đó mình cho thêm tí xíu sữa ông thọ vô. Cho nó có tí xíu ngọt ngọt. Rồi. Bây giờ mình xay trước rồi sau đó mình mới cho đá nha các bạn. Mình xay từ nút thấp trước, rồi sau đó mình mới cho nút lên nút cao. Giờ thì mình cho dưa ua vô nha các bạn. Dưa ua vô, một củ dưa ua. Giờ thì mình cho mấy cục đá vô. Mình thì không thích đá nhiều, vài cục thôi các bạn ơi, cho nó lạnh thôi, chứ mình cũng không thích đá nhiều. Rồi xong, bây giờ mình có được 2 ly sinh tố mít nha các bạn. Đó thì thành phần chính của nó đó thì là mít, rồi chuối, 2 trái chuối, rồi một củ dưa ua bự và đá. Đá thì tùy theo các bạn muốn bỏ nhiều hay bỏ ít. Và sữa ông thọ cũng vậy, các bạn muốn thích ngọt thì các bạn bỏ nhiều, còn như mình không thích ngọt thì mình bỏ ít thôi. Đó, thế là mình có 2 ly để mang đi theo đi làm rồi. Thì mùa hè thì không có gì bằng là mình uống một ly sinh tố trái cây các bạn, thì rất là sảng khoái và tạo cho mình có thêm một cái tinh thần năng động trong công việc nhiều hơn. Xin chào các bạn.